Chào các bạn, hôm nay mình lại tiếp tục giới thiệu cho các bạn món ăn nữa ha. Đó là cách kho con cá sạo nha. Cá sạo là con loài cá mà nó sống ở cái vùng nước mặn các bạn ha. Nó cũng giống như cách kho các loại cá khác thôi. Đó, đầu tiên là mình sẽ bắt cái nồi lên nè, cho cái nồi của mình nó khô nước khi mà mình vừa mới rửa ha. Đây, sau khi cái nồi của mình nó đã nóng đã khô nước thì mình sẽ cho vào đây một xíu dầu ăn. Đây, cho vào xíu tỏi nha. Khi cho tỏi nó thơm nè. Bỏ vào đây nước màu như các bạn ha, và tiêu nhé. Bây giờ là chúng ta sẽ chuẩn bị để cho cá ra dĩa thôi nè. Bạn xem cá ra dĩa là nó sẽ nó ngon như thế nào.
cái dĩa cá xạo kho. Đây, cá xạo kho này gọi là kho quẹt đúng không? Kho quẹt. À, nhưng mà nó cũng vừa ăn chứ nó không phải là nó mặn quá hoặc là nó ngọt quá các bạn ha. Tức là tùy theo khẩu vị của gia đình mà mình sẽ nêm nếm. Và nhớ là khi mà mình kho với nước mắm thì cá sẽ ngon hơn các bạn ha. Đó, mình giới thiệu tiếp cho các bạn một cái món ăn mới nữa là xong. Hy vọng là các bạn sẽ trang bị được cho gia đình mình những cái bữa cơm với những cái món ăn dân dã nhưng mà rất là thơm ngon bổ dưỡng các bạn ha. Rồi, xin chào và tạm biệt các bạn.